Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với Kế Thuốc Vùng Cao. Buổi chiều ngày hôm nay, Quân tiếp tục chia sẻ cho các bác một loại cây rất tuyệt vời có trong tự nhiên. Loại cây này thường là sẽ leo lên những cây khác. Và đây cũng là một vị thuốc giúp ích được cho nhiều cặp vợ chồng đang mong ngóng có tin vui. Đây các bác nhá, cái cây mà đang leo lên cái xoan này này. Đây ạ, gốc ở đây. Nó có những cái rễ rất là chắc bám lên vỏ thân của những loại cây thân gỗ. Đây. Lá đây ạ. Cây này thì rất đặc biệt là nó có hai loại lá. Bình thường ấy, ở phía dưới này thì lá nó dạng hình trái tim. Nhưng mà khi đã leo lên cao rồi ấy. Đây. Lên cao nữa các bác nhá. Các bác để ý xem cái lá của nó nhá. Đây ạ. Đấy. Lên tận trên kia thì cái lá nó sẽ xẻ thành ba thùy. Đấy. Ở dưới là lá hình tim. Còn lên trên thì lá lại xẻ thành ba thùy. Rễ này. Bám rất chắc. Nhìn cái rễ này thì người ta liên tưởng đến cái chân của con ếch. Đấy, chân con ếch. Nên người Dao ở trên Lạng Sơn người ta gọi cây này là cây chân ếch. Các bác nhé, cây chân ếch. Đây cũng là một cái cây thuốc, vị thuốc rất hay trong cái bài thuốc vô sinh, hiếm muộn. Nhiều cặp vợ chồng chưa có tin vui thì đây là một cây thuốc cứu tinh. Khi nhấm cái lá này, cái vị khi nhấm cái lá này thì có vị chua các bạn, hơi chua một chút thôi, cảm giác rất là thanh mát, vị chua thanh mát. Đấy, đây cũng là một cây nữa các bạn này. Đây, đấy vẫn dây của nó đây. Khi mà cái dây này nó phát triển lên cao thì cái lá của nó, đây các bạn nhìn này, sẽ xẻ thùy. Đấy, xẻ thùy thành ba thùy như thế này. Đấy. Con sẽ cầm hai cái lá cho các bác xem. Đây. Một loại lá hình tim đây ạ, một loại lá thì xẻ thùy làm ba như thế này. Đấy. Thân ở đây dạng dây này, dễ bám rất chắc, giống như là cái bàn tay, bàn chân của con ếch bám lên thân cây. Đấy. Và người Dao người ta gọi cây này là cây chân ếch. Cũng có người gọi là cây tay ếch. Đấy. Chính là cây này. Thì cây này dùng trong những bài thuốc như thế nào? Hôm nay cũng đã chia sẻ cho các bác những cái bài thuốc rất hay của loại cây này. Một là trường hợp bị zola thần kinh. Đấy. Trường hợp bị zola thần kinh thì ta sử dụng cái dây này nha các bác nhé. Cái dây mà có những cái lá non này này. Đấy. Người ta lấy về, rửa sạch, giã nát. Đấy. Cho thêm ít nước vo gạo vào. Đấy. Và lấy cái nước đó, gạn lấy nước đó để chấm vào những cái vùng da bị zola thần kinh. Đấy là kinh nghiệm vùng cao. Dùng cái cây chân ếch này các bác nhá. Đấy. Lá non này này. Đấy. Đấy là kinh nghiệm đầu tiên. Kinh nghiệm thứ hai là dùng cây này trong bài thuốc trị bệnh hiếm muộn vô sinh. Đây cũng là một cái vị thuốc mà Quân dùng thường xuyên trong bài vô sinh hiếm muộn. Các bạn nhìn này. Trên cái xoan này rất là nhiều đây.
Nhưng mà thường người ta sẽ không lấy ở trên cái xoan, bởi vì cái xoan nó sẽ có tính độc. Đấy. Vẫn là một cây nha các bác nhá, một dây nhá. Quá để kỹ này. Đây ạ. Đấy. Chỗ này thì lá 3, lá chét. Chỗ này thì lá hành tim. Đấy. Vẫn là một dây. Đấy. Loại cây rất độc đáo. Đây. Ba lá chét. Chỗ này thì lá lại hình tim. Rất là nhiều trên cái xoan này. Bên này cũng có anh nhá. Đây. Bên này thì vừa leo lên cái xoan, vừa leo lên cái nhãn, thì cái nhãn này có thể lấy được này. Leo lên cái nhãn này chúng ta lấy được, làm thuốc được. Đây, dây ở đây. Nhiều cặp vợ chồng đã có tin vui nhờ loại dây này. Lấy cả lá, cả dây có nhá. Khi mà dùng thuốc để chữa hiếm muộn ấy, dùng cả lá, cả dây này. Mang về cắt ngắn, phơi khô để dùng dần. Đấy. Thường sẽ phối hợp với cây châu cổ này. Đấy. Hay gọi là cây vẩy ốc ấy. Cây tháp bút này. Cây đỗ trọng nam này. Cây bàn tay ma này, cây phổi bò này. Đấy là những cây mà có thể phối hợp được với những với cái cây tay ếch này. Đấy. Lá mọc rất là tốt. Đấy. Trên cây nhãn này mọc rất là sai. Dưới này thì nó lại leo lên cái cây xoan nhỏ này. Đấy. Vẫn là nó các bác nhá. Thưa bác, một video ngắn Quân chia sẻ cho bác đặc điểm tự nhiên và công dụng của dây tay ếch. Các bác xem video thấy hữu ích thì hãy cho một like, hãy chia sẻ video này cho nhiều người cũng biết các bác nhé. Bác nào có người thân hoặc gia đình mình mà bị vô sinh hiếm muộn thì có thể liên hệ trực tiếp với Quân. Quân sẽ tư vấn thêm cho các bác về cách dùng dây tay ếch này để làm thuốc có nhá. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao.